Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, đã hơn 43 năm trôi qua, nhưng máu thịt của người dân Campuchia vẫn lẫn trong đất dưới những cánh đồng chết. Chỉ trong khoảng thời gian 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, tập đoàn tội ác đã giết hại hơn 2,3 triệu người dân Campuchia, khoảng 1/3 dân số Campuchia ngày đó. Nỗi ám ảnh về sự tàn ác của chế độ Pol Pot không chỉ là nỗi ám ảnh trong ký ức người dân Campuchia, mà đó còn là những ký ức khó quên đối với những cựu chuyên gia từng làm nhiệm vụ sang Campuchia giúp nước bạn. Ông chia sẻ, khi chạm chân đến đất nước Campuchia, chúng tôi thật sự bị sốc. Mặc dù trước đó đã nắm được tội ác tàn khốc của quân Khmer Đỏ, nhưng đến tận nơi thì quá sức tưởng tượng. Thậm chí 4 lần thoát trên ngọn mục, nhưng ông tự hào vì nhận được nhiệm vụ giúp đất nước bạn. Rốt cuộc, danh tính cựu chuyên gia 4 lần thoát chết khó tin ở Campuchia là ai? Và ông đã tiết lộ những câu chuyện ám ảnh gì mà mình đã trải qua về chế độ Pol Pot? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Nỗi ám ảnh về sự tàn ác của chế độ Pol Pot vẫn còn nguyên trong ký ức cựu chuyên gia Lê Đăng Cúc. 4 lần thoát chết, nhưng ông tự hào vì được nhận nhiệm vụ giúp đất nước bạn. Hôm đó là ngày 12 tháng 2 năm 1982. Đoàn chuyên gia của ông sẽ có chuyến công tác xuống một xã vùng sâu của tỉnh Kompong Thom. Lịch di chuyển đã được ấn định vào lúc 7 giờ sáng ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên, do sáng hôm ấy, ông Cúc còn bận xử lý chút công việc, nên lịch di chuyển bị muộn hơn dự kiến 30 phút. Nhưng chính sự chậm trễ này lại cứu cho ông một mạng. Vào thời điểm đó, có một chiếc xe ô tô khác cũng di chuyển lúc 7 giờ trên cung đường đến xã mà chúng tôi dự kiến xuống. Quân địch tưởng đó là xe của chúng tôi nên đã xả một trận mưa B40. Đoàn người trên xe đã chết hết. Ông Cúc vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại. Rốt cuộc, còn những bí mật khó tin nào chưa được tiết lộ về cựu chuyên gia 4 lần thoát chết khỏi chế độ Pol Pot? Dưới thời cầm quyền của Đảng Khmer Đỏ từ năm 1975 đến năm 1979, do Pol Pot đứng đầu, đất nước Campuchia thực sự tàn khốc khi đối diện với nạn diệt chủng ghê rợn nhất trong lịch sử loài người. Chỉ trong hơn thời gian 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, tập đoàn tội ác đã giết hại hơn 2,3 triệu người dân Campuchia, khoảng 1/3 dân số, gần 8 triệu người ngày đó, chỉ để thực hiện tham vọng không tưởng là xây dựng một chủ nghĩa xã hội thuần túy trong sạch. Khi người dân Campuchia đang rền xiết và tuyệt vọng trong địa ngục trần gian, quân tình nguyện Việt Nam đến Campuchia để đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết cứu người dân nước này thoát khỏi diệt chủng. Thắng lợi vĩ đại ngày 7 tháng 1 năm 1979 đánh bật chế độ diệt chủng ra khỏi Campuchia, một trong những chế độ hùng bạo nhất thế kỷ 20. Chiến thắng này cũng đánh dấu một nghệ thuật tác chiến giữa các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam và các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia để đưa đất nước Chùa Tháp hồi sinh và phát triển. Tháng 4 năm 1979, khi chế độ Khmer Đỏ vừa bị lật đổ, chính quyền nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia mới được thành lập nên còn non trẻ. Cả hệ thống chính trị buộc phải gây dựng lại từ đầu. Trước sự khó khăn ấy, Đảng ta đã cử các đoàn chuyên gia cố vấn sang để giúp nước bạn xây dựng lại chính quyền. Ông Cúc vinh dự là một trong số các cán bộ được Trung ương cử làm trưởng đoàn chuyên gia cấp huyện sang tỉnh Kompong Thom, Campuchia để làm nhiệm vụ cao cả ấy. Lúc đó, theo chủ trương của Đảng, chúng tôi đã được cử sang cố vấn để tái thiết lại hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương, ông Cúc cho biết. Ông Lê Đăng Cúc, sinh năm 1942, tại một làng quê nghèo của xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 24 tuổi. Trưởng thành từ phong trào đoàn, ông từng là ủy viên ban thường vụ huyện đoàn Thạch Hà năm 1967 đến năm 1970. Năm 1971 đến 1972, ông được cử đi học trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, ông Cúc được bầu giữ chức trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thạch Hà. Ngày ông Cúc sang đất nước Campuchia, con gái thứ tư của ông chưa tròn một tuổi. Nỗi lo lắng bao trùm trong tâm trí ông. Nhưng được sự động viên của người vợ, ông đã yên tâm lên đường để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, tôi cũng là một đảng viên nên ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi động viên ông ấy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm trở về. Ở nhà, tôi có thể chăm sóc được cho bố mẹ và các con. Bà Nguyễn Thị Anh, vợ ông Cúc chia sẻ. Mặc dù đã nghe
đọc thông tin trước đó về sự độc ác, dã man của chính quyền Khmer Đỏ. Nhưng những gì chứng kiến vào lúc vừa sang nước bạn ngoài sức tưởng tượng của ông? Cả đất nước Campuchia, từ thủ đô Phnom Penh đến các vùng quê như tỉnh Kompong Thom đều trong tình trạng hoang tàn, đổ nát sau những cuộc tàn phá và thảm sát của quân Pol Pot. Những khu mộ tập thể, nhà chứa hài cốt có đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thi thể, người dân sống trong cảnh đói khát. Khi chạm chân đến đất nước Campuchia, chúng tôi thực sự bị sốc, mặc dù trước đó đã nắm được sự độc ác, tàn khốc của quân Khmer Đỏ. Nhưng đến tận nơi thì quá sức tưởng tượng. Hầu như ngày nào cũng có người dân bị chết vì đói, ông Cúc nhớ lại. Là trưởng đoàn chuyên gia giúp tỉnh Kompong Thom xây dựng lại chính quyền cấp huyện, ông Lê Đăng Cúc cùng 9 thành viên trong đoàn bắt đầu thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, đồng thời đào tạo đưa họ vào những vị trí quan trọng trong hệ thống chính quyền non trẻ lúc bấy giờ. Quan điểm của Đảng ta lúc ấy, cứu bạn là cứu mình, giúp bạn là giúp mình. Không được kể công với bạn, phương châm của ta là giúp bạn làm chứ không làm thay bạn. Vì giúp bạn làm có thể mất nhiều thời gian nhưng sẽ vững chắc hơn, ông Cúc cho biết. Năm 1981, sau khi hệ thống chính quyền của nước bạn cơ bản đi vào ổn định, Đảng ta chủ trương rút các đoàn chuyên gia cấp huyện về nước. Ông Lê Đăng Cúc là một trong hơn 30 người được giữ lại tiếp tục làm chuyên gia cấp tỉnh, phụ trách tại tỉnh Kompong Thom. Ông Lê Đăng Cúc kể, với chính sách ngu để trị, Khmer Đỏ đã tìm giết những người thuộc tầng lớp trí thức. Vì vậy, lúc sang cố vấn giúp nước bạn xây dựng lại chính quyền, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để tìm những người ưu tú ra làm việc. Một trong những trí thức tiêu biểu được phát hiện để lại cho ông Cúc nhiều ấn tượng đó là ông Sanh Phôn. Vì quá sợ hãi sự tàn ác của chế độ diệt chủng, ông Sanh Phôn đã hóa trang thành một người chăn bò cho chính quyền Pol Pot trong rừng sâu. Nhiều năm liền, ông không tiếp xúc với ai nên râu tóc để dài như người rừng. Ban đầu, mục đích của đoàn chuyên gia là tuyên truyền để người dân Campuchia cũng như ông Sanh Phôn hiểu được chính quyền cách mạng, tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng bất ngờ là sau khi cảm hóa được, đoàn chuyên gia mới biết ông là một trí thức giỏi và mời ra làm việc. Thời điểm đó, ông Sanh Phôn đã gần 50 tuổi, có bằng tiến sĩ văn hóa, được đào tạo ở Pháp trước đó. Tuy nhiên, dưới chế độ Khmer Đỏ, ông quá sợ hãi nên buộc phải giấu xuất thân của mình, giả làm một người bình thường. Sau khi được tuyên truyền, ông mới tin vào quân tình nguyện, các chuyên gia Việt Nam, ông Cúc nhớ lại. Sau đó, khi biết được trình độ của ông, chính quyền cách mạng Campuchia đã tín nhiệm bầu ông làm trưởng phòng văn hóa cấp huyện, rồi lên trưởng ty thông tin văn hóa tỉnh Kompong Thom và sau này là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Campuchia. Đó là một trí thức để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Tháng 10 năm 1983, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi về nước và cũng không còn liên lạc với ông Sanh Phôn nữa, ông Cúc cho biết. Trong khoảng thời gian 4 năm 8 tháng làm nhiệm vụ tại nước bạn, ông đã 4 lần chết hụt trước âm mưu triệt hạ của kẻ thù. Trong 4 lần chết hụt ấy, có lần ông gặp may, nhưng cũng có lần nhờ những người dân Campuchia báo tin. Ông vẫn nhớ như in vào tối 18 tháng 12 năm 1980. Sau khi làm việc xong, ông Cúc ngủ ngay trên gác của lán trại. Đến đêm khuya, bảo vệ báo có hai mẹ con mới gặp ông. Lúc ấy mặc dù rất mệt và cũng lo ngại, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý gặp. Hai mẹ con đội một mâm hoa quả như kiểu đi chùa về. Gặp tôi, người mẹ giọng run run bảo là vào đêm 23 tháng chạp này, quân địch sẽ tập kích lán trại để tiêu diệt tôi và đoàn chuyên gia. Nhờ được hai mẹ con báo tin kịp thời, nên tôi không những thoát chết mà còn chủ động lên phương án để bắt được tên chủ mưu, ông Cúc nhớ lại. Hay lần chết hụt vào năm 1982, hôm đó là ngày 12 tháng 2 năm 1982, đoàn chuyên gia của ông sẽ có chuyến công tác xuống một xã vùng sâu của tỉnh Kompong Thom. Lịch di chuyển đã được ấn định là vào 7 giờ sáng ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên do sáng hôm ấy, ông Cúc còn bận xử lý chút công việc nên lịch di chuyển bị muộn hơn dự kiến 30 phút. Nhưng chính sự chậm trễ này lại cứu cho ông một mạng. Vào thời điểm đó, có một chiếc xe ô tô khác cũng di chuyển lúc 7 giờ trên cung đường đến xã mà chúng tôi dự kiến xuống. Quân địch tưởng đó là xe của chúng tôi nên đã xả một trận mưa B-40. Đoàn người trên xe đã chết hết, ông Cúc vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại.
Ngoài những lần chết hụt trước sự tấn công của tàn quân Pol Pot, câu chuyện của bà Cao Trang Hua, nguyên trưởng ty Trung tâm Văn hóa tỉnh Kompong Thom cũng làm ông nhớ mãi. Bà Trang Hua từng là một giáo viên. Lúc quân Pol Pot về làng, chúng đã bắt và giết chồng cùng hai con trai của bà, thả cho cá sấu ăn. Nỗi đau đớn khiến bà Trang Hua như hóa điên. Nhưng khi chứng kiến những việc làm của ông Cúc cùng đoàn chuyên gia giúp quê hương hồi sinh, bà bắt đầu thức tỉnh, rồi tham gia tổ chức Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia. Bà được đào tạo và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền. Trước ngày ông Cúc về nước, bà Trang Hua đã viết cho ông những dòng lưu bút bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến ông và đoàn chuyên gia Việt Nam. Những dòng lưu bút ấy, ông Cúc luôn giữ bên mình và xem đó như là báu vật của đời ông. Sau thời gian làm chuyên gia giúp Campuchia gây dựng lại chính quyền, trở về địa phương, ông Lê Đăng Cúc tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò tại huyện Thạch Hà. Đến năm 2001, dù nghỉ hưu nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia công tác xã hội với nhiều vai trò ở địa phương, thôn xóm. Giờ đây, nhìn những thành tựu của nước bạn, tôi càng thấy những việc làm của mình và đoàn chuyên gia Việt Nam lúc bấy giờ thật ý nghĩa. Càng thêm tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước Việt Nam, Campuchia, ông Lê Đăng Cúc bày tỏ. Ông Phan Xuân Nghĩa, trưởng ban liên lạc thường trực Bộ đội Biên phòng giúp bạn Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 1979, rời trường sĩ quan Công an Nhân dân vũ trang, ông cũng được cử sang Campuchia làm chuyên gia. Hơn 4 năm lăn lộn trên chiến trường vùng Tây Bắc Campuchia, ông Nghĩa đã trải qua rất nhiều trận đánh khốc liệt, nhiều lần cái chết cận kề do đạn pháo, sốt rét, lạc rừng khát nước. Một trong những kỷ niệm mà ông Phan Xuân Nghĩa nhớ nhất là khoảng năm 1981. Ông Nghĩa lúc đó là trợ lý tác chiến của tiểu đoàn 214, trung đoàn 8, được giao nhiệm vụ dẫn một trung đội nắm chốt tại một điểm cao của Khmer Lai, huyện Thammakau của tỉnh Battambang, nay là tỉnh Penchi Menchay. Đây là một cứ điểm quan trọng bảo vệ cho cả khu vực, vì thế quân Pol Pot tập trung tấn công ngày đêm bằng cả bộ binh lẫn pháo binh. Ông Nghĩa trầm ngâm kể, nhận nhiệm vụ lên cắm chốt ở điểm cao đó, chúng tôi xác định là một sống hai chết. Tiếng súng đạn nổ ầm ầm ngày đêm, những người lính trẻ giữ chốt lại phải đối mặt với đói, khát, đau, bệnh. Vào mùa khô của Campuchia, ban ngày nhiệt độ lên cao, khô nóng khắc nghiệt mà mỗi người lính chỉ có 2 lít nước một ngày. Chính vì vậy, suốt 3 tháng cắm chốt trên cao điểm, người lính tình nguyện đã sáng tạo ra cách tắm hơi sương độc đáo. Đó là chờ đêm xuống, độ ẩm tăng lên nhờ độ cao của đỉnh núi, những người lính trẻ cởi quần áo ngồi ngoài trời, đón những hơi ẩm của núi đọng trên da để tắm khô. Những người giữ chốt ở điểm cao còn sống giữa những đồng đội bị thương, bị hy sinh vì không phải lúc nào máy bay trực thăng cũng đến kịp để đón thương binh hoặc đưa liệt sĩ trở về. Người chết vì trúng đạn, vì sốt rét, không kịp đưa xuống phải trùm bao ni lông, quấn dây lại, treo lên trong doanh trại để tránh bị thú rừng phá. Đúng phải lúc địch phá dữ dội, máy bay không lên được, các bao đựng tử sĩ phồng lên như những đòn bánh tét. Theo ông Nghĩa, những sự khốc liệt của cuộc chiến đấu chống tàn quân Pol Pot thật khó miêu tả bằng lời và sự hy sinh, mất mát của những người chiến sĩ Công an Nhân dân vũ trang tình nguyện tại Campuchia cũng khó đong đếm được. Từ tháng 2 năm 1979 đến khi rút quân về nước vào những năm 1983-1984, nhiều đơn vị của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang chỉ còn 1/3 quân số ban đầu. Quý vị thân mến, những năm tháng đó là kỷ niệm không thể nào quên về quãng đời tuổi trẻ của những cựu quân nhân, những chuyên gia, những người từng tham gia chiến đấu tại Campuchia và cũng là sợi dây kết nối tuổi trẻ hai nước, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia trong quá khứ và tương lai.